Xin chào mọi người, trong video này mình sẽ chia sẻ một điểm vào lệnh cụ thể mà mình chưa từng chia sẻ trước đây. Và mình cũng khẳng định rằng nếu bạn luyện tập thành thục thì chắc chắn nó sẽ là một trong những vũ khí cực kỳ lợi hại. Video này có thể là một trong những video tâm huyết nhất từ trước tới giờ của mình. Mình sẽ giải thích rất kỹ và chi tiết để dù bạn có là người mới hay người cũ đều có thể hiểu. Bạn hãy chuẩn bị giấy bút để lưu lại và hãy xem lại video nhiều lần để hiểu kỹ hơn nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy comment xuống dưới video, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Như các bạn cũng đã biết, thì mình từng trải qua rất nhiều năm lãng phí với những phương pháp không hiệu quả, những chỉ báo rối rắm, để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng cái việc càng đơn giản trong trading thì càng hiệu quả. Sự tối giản trong trading mới là chìa khóa. Để bắt đầu, chúng ta cần phải nói về cấu trúc thị trường. Bạn có thể đã từng nghe qua có 3 giai đoạn của thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang, hay còn gọi là sideways. Nhưng để rõ ràng hơn, mình sẽ chia ra làm 4 giai đoạn. Thứ nhất, cấu trúc tăng. Thứ hai, cấu trúc giảm. Thứ ba, giai đoạn đi ngang có quy luật. Và cuối cùng là giai đoạn đi ngang không có quy luật. Cấu trúc tăng, đó là liên tiếp những con sóng tăng phá đỉnh cũ đi lên. Tương tự với cấu trúc giảm, đó là liên tiếp những con sóng giảm phá đáy cũ đi xuống. Đó chính là cái lý thuyết mà hầu hết chúng ta được học. Cái lý thuyết này không sai. Tuy nhiên sẽ có những lúc thị trường nó đi lên một mạch hoặc xuống một mạch thì sao? Bởi vậy, đối với mình thì các bạn có thể không cần định nghĩa quá chính xác về cái này. Không có lý thuyết nào đúng 100% ở thị trường này cả. Các bạn hãy tối giản hóa bằng chính cảm nhận của các bạn. Các bạn nhìn thấy giai đoạn gần nhất nó đang giảm thì nó là đang giảm. Nếu nó đang đi ngang thì nó là đi ngang. Nếu nó tăng thì nó là tăng. Chúng ta hãy đơn giản hóa mọi thứ như vậy trước đã. Tiếp theo, mình sẽ nói về giai đoạn đi ngang có quy luật và không có quy luật. Cấu trúc đi ngang có quy luật có nghĩa là giá đi ngang nhưng mà trong một cái biên độ đều, dễ nhận thấy, ví dụ ở trong một hình chữ nhật hoặc là trong một hình tam giác. Ở trong hình này chúng ta cũng có thể thấy những cái giai đoạn mà nó đi ngang có quy luật đó. Như ở giai đoạn này, đây chính là giai đoạn đi ngang trong biên độ hình chữ nhật. Hoặc giai đoạn này, đây chính là giai đoạn đi ngang trong biên độ hình tam giác. Hoặc là ở đây. Có thể bạn sẽ khó nhận ra bởi vì cái biên độ này nó khá là lớn. Nhưng mà chúng ta thử bật qua khung ngày để nhìn rõ hơn nhé. Đây chính là cái biên độ của nó ở trong hình tam giác. Cấu trúc đi ngang không có quy luật có nghĩa là giá đi ngang nhưng liên tục quét đỉnh, quét đáy rồi quay ngược lại. Ở trong giai đoạn này thường nó sẽ xuất hiện rất nhiều dâu nến. Tiếp tục ở trong hình này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những cái giai đoạn như vậy. Đó có thể là những giai đoạn này. Hoặc những giai đoạn này. Mặc dù những giai đoạn này nó vẫn nằm trong một cái cấu trúc đi ngang có quy luật của khung lớn hơn. Hoặc là giai đoạn này. Chúng ta có thể thấy giá phá đáy tại đây. Nhưng sau đó ngay lập tức nó lại quay lên, quét đỉnh này. Như vậy, nếu dù bạn đang là buy hay là sell ở cái trường hợp này thì bạn rất dễ bị quét SL. Đặc biệt là nếu bạn đang dùng cái lệnh limit. Vậy thì cái việc đầu tiên của chúng ta đó là chỉ tập trung vào giai đoạn có xu hướng rõ ràng và giai đoạn đi ngang có quy luật. Còn giai đoạn đi ngang không có quy luật thì chúng ta nên đứng ngoài thị trường. Các cái giai đoạn như vậy các bạn có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường nếu mà các bạn dùng cái biểu đồ không chỉ báo. Có thể ban đầu các bạn chưa quen, nhưng các bạn hãy luyện tập dần dần. Và cho dù các bạn xác định khó, thì nó không sao cả. Bởi vì cái việc này nó chỉ là một cái nhìn tổng thể. Chúng ta có thể nhìn tổng thể chung về thị trường. Còn bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào các bước chi tiết để xác định một cái điểm vào lệnh rõ ràng. Bước 1, chúng ta sẽ xác định vùng mua, vùng bán tiềm năng trong các giai đoạn của thị trường. Trong một xu hướng tăng, ví dụ chúng ta sẽ có một xu hướng như thế này.
Thị trường là sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Phe mua đẩy giá lên, tới vùng này phe bán đẩy giá xuống. Sau đó phe mua mạnh hơn, tiếp tục đẩy giá lên. Như vậy khi nó có con sóng tăng phá đỉnh đi lên thì chúng ta sẽ có hai vùng có thể canh mua, mình gọi là vùng mua. Đó chính là vùng bắt đầu của một con sóng. Và một vùng nữa, đó là vùng đỉnh cũ vừa bị phá. Tại sao đó là hai vùng mua tiềm năng? Đối với vùng bắt đầu cái con sóng, đó chính là cái vùng chuyển đổi từ cái việc giá giảm sang giá tăng. Tức là từ cái việc phe bán đang thắng thế sang phe mua thắng thế. Như vậy thì nó mới đẩy giá đi lên. Do vậy khi giá hồi về những cái vùng này, phe mua sẽ có xu hướng tiếp tục lao vào mua. Còn đối với cái vùng giá phá đỉnh cũ thì sao? Cái vùng đỉnh cũ là cái vùng phe bán lao vào. Tại cái thời điểm này, lúc mà giá bị phá vỡ thì trước đó phe bán đã lao vào một lần rồi. Nên khi giá về vùng này, phe bán sẽ có xu hướng lao vào lại. Tuy nhiên, phe mua lại thắng thế đẩy được giá đi lên. Như vậy tại cái vùng này, nó cũng cần một lực mua rất là mạnh thì giá mới phá qua đỉnh được. Do vậy đây cũng chính là một vùng mua tiềm năng. Và hai vùng mua này nó sẽ được ủng hộ nếu mà tại những cái vùng này nó có những cái cây nến tăng rất là mạnh và những cái con sóng tăng mạnh. Đó chính là cái moment giá, tức là cái lực của giá. Tuy nhiên, chính vì hai yếu tố trên, chúng ta có một lưu ý như thế này. Nếu bây giờ giá không phá qua nhiều mà chỉ phá qua một đoạn rồi vòng lại, tức là như thế này. Vậy thì vùng này chúng ta còn canh được nữa không? Tại thời điểm này chúng ta cũng có thể thấy là phe mua lao vào rất là yếu và ngay lập tức phe bán lao vào đẩy giá xuống lại. Vì thế vùng này nó đâu còn là một cái vùng mua mạnh nữa. Và vậy chúng ta canh mua tại những cái vùng này thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều. Thêm một cái nữa, nếu giá phá lên quá xa, sau đó hồi về cái vùng này, vậy thì lúc này chúng ta còn canh mua được nữa không? Chúng ta để ý này, khi mà giá phá lên rất là mạnh, nhưng sau đó vì một lý do nào đó, có thể là gặp một cái vùng cản mạnh, giá nó lại lập tức hồi lại về cái vùng này, đặc biệt là hồi với một cái lực rất là mạnh, thì cái điều này nó lại thể hiện là phe bán nó đang rất là mạnh, nó chiếm lại cái ưu thế của cái việc phe mua tăng mạnh trước đó. Bởi vậy trong cái trường hợp này, thì cái vùng này nó không còn là một cái vùng mua tốt nữa. Chính vì thế mà chúng ta mới có cái việc sử dụng Fibonacci. Khi một con sóng tăng phá đỉnh đi lên, giá mà nó hồi lại cái vùng Fibonacci 0.5 hoặc là 0.618, nó trùng với cái vùng đỉnh cũ, thì lúc đó cái vùng này là một cái vùng mua đẹp. Bởi vì giá nó không tăng yếu quá như cái trường hợp này, cũng không tăng mạnh quá như trường hợp này, mà nó tăng ở một cái mức cân đối. Lúc này thì chúng ta sử dụng Fibonacci mới có tác dụng, chứ không phải là chúng ta thích sử dụng mà chúng ta sử dụng. Fibonacci nó không thể hiện cái yếu tố cung cầu, nhưng mà nó sẽ thể hiện cái yếu tố, đó chính là cái sự cân đối giữa các sóng. Do vậy khi mà Fibonacci nó trùng với cái vùng này thì lúc này cái vùng này chính là một cái vùng mua rất là đẹp để chúng ta có thể canh vào lệnh. Nói như vậy cũng không có nghĩa là các bạn phải áp dụng một cách máy móc như trên. Nó sẽ giúp chúng ta phân biệt được những cái vùng mua, vùng bán đẹp hơn, xấu hơn. Và để có một điểm vào lệnh tốt thì nó không chỉ cần mỗi cái yếu tố như vậy mà nó cần nhiều những yếu tố khác nữa. Tương tự với xu hướng giảm thì sẽ là ngược lại của cái trường hợp xu hướng tăng. Chúng ta cũng áp dụng để xác định được vùng bán tốt. Đối với trường hợp giá đi ngang có quy luật, ví dụ giá di chuyển trong biên độ của hình chữ nhật hoặc là hình tam giác, khi đó chúng ta có thể xác định được vùng mua hoặc là vùng bán, đó chính là ở hai cạnh hình chữ nhật hoặc là các cạnh của hình tam giác. Đặc biệt là những cái trường hợp mà sau khi giá phá vỡ hai cái vùng này và giá quay về test lại những cái vùng này. Như vậy chúng ta đã xác định được như thế nào là một vùng mua, vùng bán hiệu quả ở trong các trường hợp. Bước 2, chúng ta cần xác định tín hiệu để vào lệnh. Trong một xu hướng tăng, sau khi đã xác định được vùng mua tiềm năng thì một tín hiệu vào lệnh tốt là một tín hiệu thể hiện sự cạn kiệt của phe bán và phe mua bắt đầu xác nhận cái việc thắng thế của nó. Việc xác định những tín hiệu vào lệnh cũng rất là quan trọng,
Vì nếu chúng ta chỉ canh những vùng cản để limit thì sẽ rất là rủi ro. Khi tới một vùng mua thì giá sẽ xảy ra 3 trường hợp. 1. Là tới vùng mua và đảo chiều ngược lại. 2. Là nó phá vỡ, tức là nó quét qua rồi nó đảo chiều. Chúng ta thường gọi là phá vỡ giả đó. Và 3. Là nó không đảo chiều mà nó đi xuống tiếp. Như vậy trong 3 trường hợp, nếu mà chúng ta không chờ tín hiệu mà vào lệnh luôn thì sẽ có tới 2 trường hợp chúng ta bị SL rồi. Đó chính là cái lý do mà cái việc xác định tín hiệu vào lệnh rất là quan trọng. Để xác định một tín hiệu mua thì sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn lực của phe bán yếu dần. Đối với nến thì nó thể hiện qua những cái cây nến rút chân. Hoặc đối với sóng thì ở khung nhỏ hơn, nó sẽ xuất hiện những cái cây nến xanh nhiều hơn. Cái moment của giá nó cũng sẽ không còn dốc nữa và nó bắt đầu xuôi dần. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán. Đối với nến thì nó có thể là một vài cây nến ngắn, thân nhỏ, không rõ ràng. Nên ở cái giai đoạn này, nó nên nhiều hơn 2 cây nến thì nó sẽ rõ ràng. Đối với sóng ở cái khung nhỏ hơn thì nó có thể là một cái giai đoạn giá đi ngang. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn xác nhận tiếp diễn xu hướng. Sau cái giai đoạn tranh chấp thì nó sẽ xuất hiện cái nến tăng mạnh, thân dài. Nó bứt phá qua cái giai đoạn tranh chấp trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một vài cái ví dụ về cả những cái trường hợp mà chúng ta sẽ vào lệnh và những cái trường hợp mà chúng ta không vào lệnh. Như vậy ở cái đoạn này chúng ta vừa phân tích thì đây cũng chính là một cái điểm vào. Các bạn có thể thấy mặc dù trước đó cái con sóng này nó không phá qua cái đỉnh này, nhưng mà chúng ta có thể coi nó là một cái vùng mua, bởi vì thứ nhất là cái moment tăng của nó tại đây rất là mạnh, và thứ hai là cái xu hướng chính của nó cũng đang là cái xu hướng tăng rõ ràng. Chúng ta có thể thấy tại đây. Vậy thì đầu tiên mình sẽ vào một cái lệnh ở đây. Bởi vì chúng ta không thấy cản gần nhất là ở đâu, nên trước mắt chúng ta cứ để một cái mức TP cụ thể nào đó. Ví dụ mình để là 3R chẳng hạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp diễn biến của giá. Chúng ta hãy nhìn kỹ tại cái khu vực này. Ở trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể thấy là cái vùng này không phải là một cái vùng mua mạnh, mặc dù trước đó giá phá qua. Đúng với cái trường hợp mà khi giá phá qua những cái vùng đỉnh cũ nhưng mà lực rất là yếu. Do vậy, trong trường hợp này, cái vùng mua tiềm năng của chúng ta là ở vùng này. Và tại đây chúng ta cũng có thể thấy rõ cái tín hiệu vào lệnh. Thứ nhất là cái lực của phe bán yếu dần, thể hiện qua những cái cây nến râu dưới rất là dài. Và thứ hai là cái giai đoạn tranh chấp, chúng ta có thể thấy rõ ba cái cây nến này. Ở hai cây này thì râu dưới và râu trên đều dài. Và ba cái cây này thì thân nó rất là ngắn và nó dao động trong cái biên độ này. Cái yếu tố thứ ba đó chính là cái xác nhận tiếp diễn xu hướng. Thì nó được xác nhận bởi cái cây này, nó phá qua cái vùng này. Như vậy đối với những ai chưa vào lệnh tại cái đoạn này thì đây cũng chính là một cái điểm vào tiếp theo mà các bạn có thể vào. Rồi, chúng ta cùng coi tiếp diễn biến của giá. Tại cái vùng này có thể là một cái vùng mua của chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy những cái cây nến này là những cái cây nến nó có xuất hiện cái giai đoạn lực của phe bán yếu dần, và giai đoạn 2 là giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán bởi những cái cây nến nhỏ này. Nhưng mà nó lại chưa có một cái yếu tố xác nhận tiếp diễn xu hướng bằng một cái cây nến thể hiện sự mạnh mẽ của phe mua. Do vậy cái điểm này chúng ta vẫn chưa vào lệnh được. Hồi nãy chúng ta đã có một cái vùng mua tại đây rồi đúng không? Và nguyên cái vùng này là một cái vùng của giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tức là cái lực yếu dần và giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán nó thể hiện qua cái vùng này. Sau đó ở hai cái cây này
Nó thể hiện cái việc xác nhận tiếp diễn xu hướng bằng cái việc phá qua cái vùng này. Do vậy tại đây cũng chính là một cái điểm vào của chúng ta. Rồi, sau đó thì giá tăng lên rất là mạnh. Và nó đều vượt qua ngoài những cái vùng TP của chúng ta. Chúng ta có thể thấy tiếp tại đây. Nó cũng là một cái vùng mua. Nhưng mà ở đây nó lại không thể hiện một cái giai đoạn, đó chính là cái giai đoạn thứ hai. Nó không có cái giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán. Nó chỉ thể hiện lực của phe bán yếu dần và thể hiện cái giai đoạn thứ ba là xác nhận lực của phe mua lao vào mạnh. Còn ở cái đoạn này, chúng ta cũng có thể vào lệnh được khi mà nó xuất hiện cái cây nến này và SL ở dưới đây. Ở một cái diễn biến khác thì chúng ta có một cái trường hợp như thế này. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn tổng quan xem cái giai đoạn này là cái giai đoạn gì. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn này nó đang là một cái giai đoạn sideways. Và nó là một cái giai đoạn không có quy luật. Chúng ta có thể thấy nó phá tại đây, phá tại đây, phá tại đây. Và đều phá sau đó ngoặt xuống. Vậy thì ít nhất trong cái trường hợp này, chúng ta sẽ chờ giá nó phá vỡ qua hai cái vùng này. Để nó tạo một cái xu hướng giảm hoặc là một cái xu hướng tăng rõ ràng. Và trước đó đoạn này chúng ta cũng có thể thấy là nó vẫn sẽ ưu tiên cái việc giảm hơn. Sau đó đoạn này thì nó đang đi ngang. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp cái diễn biến của nó nhé. Như vậy chúng ta có thể thấy ở đây, giá phá qua tất cả những cái vùng này và vùng này. Và đúng với kịch bản, chúng ta sẽ có thể canh bán tại vùng này. Đây sẽ là những cái vùng bán tiềm năng của chúng ta, hoặc là cái vùng này. Và hơn nữa, cái moment giảm của nó rất là mạnh. Tuy nhiên là cái việc quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ chờ tín hiệu tại những cái vùng này. Những cái trường hợp này, chúng ta có thể thấy là giá nó vẫn phản ứng đúng không? Nhưng mà nó lại không đủ ba cái giai đoạn hình thành một cái tín hiệu. Do vậy, ở đoạn này chúng ta sẽ không vào lệnh. Ở đoạn này cũng vậy, mặc dù nến giảm mạnh, tuy nhiên là nó lại ngay một cái vùng mà phe bò, phe mua có thể giữ chân lại được. Nên là chúng ta cũng không thể mạo hiểm vào ngay tại cái lệnh này được. Tuy nhiên tới cái giai đoạn này, giá nó lên cái vùng này. Sau đó nó xuất hiện cái yếu tố đầu tiên là lực của phe bán yếu dần. Và cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán. Chúng ta có thể thấy cái giai đoạn tranh chấp nó ở trong cái vùng này. Và cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn xác nhận. Nó được xác nhận bởi cái cây nến này. Như vậy tại đây chúng ta cũng có thể vào một cái lệnh bán. Và trước mắt chúng ta đặt TP tại cái vùng này. Tỷ lệ là 2R. Và ở cái trường hợp này chúng ta có thể thấy là cái vùng mua ở đây này, cái phe mua nó không còn trụ lại ở cái vùng này được nữa. Nó khác với cái trường hợp này. Trường hợp này thì cái vùng này phe mua nó vẫn trụ lại được. Tuy nhiên cái trường hợp này thì phe mua nó không trụ lại được. Và nếu mà nó muốn tăng tiếp thì đáng lẽ cái cây này khi mà nó test lại cái vùng này lần hai, nó sẽ phá đỉnh đi lên tiếp. Thì lúc đó chúng ta sẽ không vào lệnh và chúng ta đứng ngoài. Tuy nhiên ở vùng này nó xuất hiện đúng cái tín hiệu của chúng ta và chúng ta sẽ vào lệnh tại đây. Sau đó sẽ quan sát tiếp diễn biến của giá.
Tại thời điểm này, khi nó đã phá qua cái vùng này, sau đó nó hồi lên, nhưng mà nó không tạo một cấu trúc tăng lên trở lại. Và ngay sau đó nó sập xuống bởi hai cây này, phá qua hết những cái vùng này. Và cái moment sập rất là mạnh. Do vậy, ở trường hợp này, chúng ta có thể dịch SL về NG và trên cái đỉnh này. Và đó là một cái điểm SL an toàn nếu mà chúng ta muốn gồng khi mà giá xuống tới đây. Hoặc đơn giản chúng ta có thể chốt ngay tại cái trường hợp này, bởi vì giá nó cũng đi quá 1R rồi. Một lưu ý thêm nữa, đó là trong những cái trường hợp nó chưa về tới cái vùng TP mà cái moment của nó lại giảm. Ở đoạn này nó đã cố gắng phá xuống nhưng mà phá xuống lần 2 không được nữa, thì mình nghĩ có lẽ đoạn này chúng ta nên chốt. Như vậy chúng ta có thể chốt tại đây khi mà giá về tới gần cái vùng TP của chúng ta. Và cái vùng TP thực sự nó là ở trong cái vùng này. Đó, cái cây nến khác màu đầu tiên trong cái xu hướng giảm trước đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục để giá chạy. Rồi, ở cái giai đoạn này chúng ta thấy là nó tạo cái cấu trúc tăng này. Nếu mà trường hợp ở đây chúng ta chưa TP kịp thì có lẽ đoạn này chúng ta nên chốt thôi. Ở giai đoạn này thì chúng ta có thể thấy là giá nó vẫn đang trong vùng đi ngang, nhưng mà nó sẽ ưu tiên cái xu hướng tăng hơn. Đây, giá phá đỉnh này, test lại và đẩy lên. Nhưng mà đoạn này không phải là một cái tín hiệu vào lệnh tốt, mà nó là một cái vùng chúng ta có thể canh mua. Đoạn này nó cũng không tạo một cái tín hiệu gì. Và cái vùng canh mua của chúng ta nó có thể chuyển lên cái vùng này. Ở đây nó đã xuất hiện hai giai đoạn, là giai đoạn moment giảm dần và cái giai đoạn thứ hai, đó là cái giai đoạn mà tranh chấp giữa phe mua và phe bán bởi hai cái cây nến này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cái giai đoạn thứ ba, đó là cái giai đoạn xác nhận tiếp diễn xu hướng. Nếu mà cái giai đoạn thứ ba nó không xuất hiện thì đoạn này chúng ta cũng không nên vào lệnh nữa. Đây chính là cái cây xác nhận. Như vậy nó đã đủ 3 giai đoạn và chúng ta có thể vào lệnh tại cái điểm này. Trường hợp này thì tại cái vùng này nó cũng là một cái vùng cản. Tuy nhiên là nếu mà mình TP tại đây thì cái tỷ lệ RR nó không hề tốt chút nào. Nên là mình sẽ kỳ vọng nó phá qua cái vùng này và lên tới đây, lên tới cái vùng này. Còn trong trường hợp mà nó lên tới vùng này, nó không phá qua, mình sẽ đọc nến và mình sẽ thoát sớm. Chúng ta sẽ coi tiếp diễn biến của giá. Rồi, như vậy ngay sau đó khoảng 3 cây nó đã khớp cái TP của mình. Như vậy đó là một vài cái ví dụ về cả cái trường hợp mà chúng ta nên vào lệnh và cả cái trường hợp mà chúng ta không nên vào lệnh. Và ở cuối video này thì mình cũng muốn nói một vài điều đối với các bạn. Hầu hết những cái trader ở thị trường đều muốn mỗi ngày chúng ta phải có vài điểm vào lệnh. Bởi vì cái mong muốn kiếm tiền khiến họ nghĩ là cứ phải có lệnh để vào thì chúng ta mới kiếm được tiền. Nhưng mà cái sự thật thì những cái trader chuyên nghiệp á, họ chỉ chờ những cái điểm vào đẹp nhất. Họ chờ những lúc thị trường có cấu trúc rõ ràng. Sau đó họ chờ tạo một cái tín hiệu đẹp đúng như những cái quy tắc của họ. Họ tìm cái lý do để không vào lệnh hơn là những cái lý do để vào lệnh. Và chỉ cần một cái lý do không ủng hộ, họ sẵn sàng đứng ngoài và không mạo hiểm đánh cược với cái số tiền của mình. Khi nào cái giá trị R của các bạn lớn á, thì các bạn sẽ hiểu cái điều này. Giá trị R nhỏ thì các bạn có thể là sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng mà khi giá trị R lớn thì tâm lý của các bạn sẽ khác và các bạn chắc chắn là sẽ phải thận trọng hơn. Và cuối cùng, điểm mấu chốt đó là các bạn cần phải backtest lại nhiều lần để có thể quen và vào đúng phương pháp. Cái thứ hai là các bạn luôn quản lý vốn trên mỗi lệnh cần vào. Và cái thứ ba đó chính là các bạn cần kiên nhẫn, chờ vào đúng quy tắc. Nếu các bạn cảm thấy video có ích thì hãy like và nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những cái video nào khi mình xuất bản nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.